Nehemi chương 7. Khi vách thành đã xây xong và tôi đã tra các cánh cửa, lập những người giữ cửa, kẻ ca hát và người Lê-vi trong chức việc của họ, thì tôi giao phó việc cai trị Jerusalem cho Hanani, em tôi, và cho Hanania, quan tể cùng, vì là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác. Tôi dặn chúng rằng chớ mở các cửa Jerusalem trước khi mặt trời nắng nóng. Người ta phải đóng cánh cửa và gài then lại trong lúc kẻ giữ cửa còn ở tại đó, và phải đặt người trong dân Jerusalem theo phiên mà canh giữ, mỗi người đứng canh nơi đối ngang nhà mình. Vả thành thì rộng rãi lớn lao, còn dân sự ở trong nó lại ít, và nhà mới thì chưa có cất. Đức Chúa Trời tôi có cảm động làm tôi chiêu tập những người tước vị, các quan trưởng và dân sự, đặng đem chúng vào sổ từng gia phổ. Tôi có tìm đặng một cuốn bộ gia phổ của những người đã trở lên lần đầu, và trong đó tôi thấy có ghi rằng: này là các người tỉnh Giu-đa từ nơi làm phu tù được trở lên, tức những kẻ thuộc trong bọn bị Nebuchadnezzar bắt dẫn tù. Chúng trở lại Jerusalem và xứ Giu-đa, ai nấy đều về bổn thành mình. Chúng trở về với Zorobaben, Yeshua, Nehemi, Asaria, Ra-amia, Nahamani, Mạc-đô-chê, Binh-sang, Mít-bê-rét, Biết-vai, Bê-hâm và Ba-ana. Này là số tu bộ những người nam của dân Israel. Về con cháu Pharos, 2.172 người. Về con cháu Sephatia, 372 người. Về con cháu Ara, 612 người. Về con cháu Phahat-moab, con cháu của Yeshua và Joab, có 2.818 người. Về con cháu Elam, 1.254 người. Về con cháu Sát-tu, 845 người. Về con cháu Sát-cai, 760 người. Về con cháu Binui, 648 người. Về con cháu Bebai, 628 người. Về con cháu Agag, 2.320 người. Về con cháu Adonikam, 667 người. Về con cháu Biết-vai, 2.067 người. Về con cháu Adin, 655 người. Con cháu Ate, về dòng dõi Ezechia, có 98 người. Về con cháu Hasum, 328 người. Về con cháu Bethsai, 324 người. Về con cháu Harib, 112 người. Về con cháu Gabaon, 95 người. Về những người Bethlehem và Netopha, 188 người. Về những người Anatot, 128 người. Về những người Beth-Amevet, 42 người. Về những người Kiriath Jearim, người Kephira và người Beeroth, 743 người. Về những người Rama và Geba, 621 người. Về những người Mít-ma, 122 người. Về những người Bê-tên và A-hi, 123 người. Về những người Nebo khác, 52 người. Về con cháu Elam khác, 1.254 người. Về con cháu Harim, 320 người. Về con cháu Jericho, 345 người. Về con cháu của Loder, của Hadid và của Ono, 721 người. Về con cháu Sena, 3.930 người. Những thầy tế lễ. Về con cháu Jedaya, nhà Jesua, 973 người. Về con cháu Ime, 1.052 người. Về con cháu Phasura, 1.247 người. Về con cháu Harim, 1.017 người. Người Levi, con cháu của Yeshua và của các Miên. Về dòng dõi Hodeva, 74 người. Về người Kahat. Về con cháu của Asaph, 148 người. Kẻ giữ cửa. Về con cháu Salum, con cháu Ate, con cháu Tanh Môn, con cháu A-cúp, con cháu Hatila và con cháu Sobai, 138 người. Người Netinim, con cháu Siha, con cháu Hasufa, con cháu Tabao, con cháu Kerot, con cháu Shia, con cháu Phadon, con cháu Lebana, con cháu Hagaba, con cháu Sanmai, con cháu Hanan, con cháu Giden, con cháu Hagaha, con cháu
Re-aya, con cháu Re-sin, con cháu Nekoda, con cháu Gassam, con cháu Usa, con cháu Phasea, con cháu Besai, con cháu Meunim, con cháu Nephi-seshim, con cháu Bác-búc, con cháu Hakufa, con cháu Harua, con cháu Bác-lít, con cháu Mehida, con cháu Hạc-sa, con cháu Bạc-cô, con cháu Sisera, con cháu Thamak, con cháu Nesia, con cháu Hatifa, dòng dõi các đại tớ của Salomon, con cháu Sotai, con cháu Sophiret, con cháu Ferida, con cháu Yaala, con cháu Đạc Côn, con cháu Giden, con cháu Sephatia, con cháu Hattin, con cháu Phokeret, Hakseba'im, con cháu Amon. Tổng cộng các người Netinim và con cháu các đại tớ của Salomon là 392 người. Này là những người ở từ tên Mela, tên Hạc Sa, Kerub Adon và từ Eime mà đi lên. Nhưng chúng nó không thể chỉ ra nhà của tổ phụ mình và gốc gác của họ hoặc thuộc về Israel hay chăng. Con cháu Delaya, con cháu Tobia và con cháu Nekoda đều 642 người. Về những thầy tế lễ, con cháu Habaya, con cháu Hakot, con cháu Bạc-si-lai là người lấy vợ trong vòng con gái của Bạc-si-lai, người Gala-át và được gọi bằng tên của họ. Các người ấy tìm kiếm gia phổ mình nhưng không thấy, bèn bị trừ ra chức tế lễ kể cho là ô uế. Quan tổng trắng cấm chúng ăn những vật chí thánh cho đến chừng có một thầy tế lễ dấy lên dùng Urim và Thumim mà cầu hỏi Đức Chúa Trời. Cả hội chúng hiệp lại được 42.360 người, không kể những tô trai tớ gái của dân, số được 7.337 người, cũng có 245 kẻ ca hát nam và nữ. Chúng có 736 con ngựa, 245 con la, 435 con lạc đà và 6.720 con lừa. Có mấy trưởng tộc đêm của cung tiến đặng giúp làm công việc. Quan tổng trấn dân cho kho 1.000 đa riết vàng, 50 cái chậu và 530 cái áo thầy tế lễ. Có mấy trưởng tộc dân vào kho tạo tác 2.000 đa riết vàng và 2.200 min bạc. Còn vật dân sự khác dân được 2.000 đa riết vàng, 2.000 min bạc và 67 cái áo thầy tế lễ. Ấy vậy, những người thầy tế lễ, người Lê Vi, kẻ giữ cửa, kẻ ca hát, mấy người trong dân và người Nethinim cùng cả Israel đều ở trong các thành của mình. Khi tháng 7 đến, thì dân Israel đều ở trong các thành của mình.